Chào mừng quý vị và các bác đã đến với kênh Hoa Lan Ninh Bình. Đây là kênh video lập ra nhằm chia sẻ khám phá về hoa lan, kỹ thuật, kinh nghiệm trồng, chơi, chăm sóc hoa lan. Rất mong quý vị và các bác ủng hộ đăng ký kênh, ấn vào nút thích video và thầy hay xin chia sẻ cho mọi người cùng xem. Kênh YouTube Hoa Lan Ninh Bình xin trân trọng cảm ơn. Cánh đồng bát ngát mênh mông, bức tranh thủy mạc dòng sông con đò. Điệu chèo câu hát lối lơ, ngợi ca im khăng, từng giờ đổi thay. Quê em đi bên dòng sông đấy, bốn mùa cây trái đơm mi bông, đỏ mười đứa cánh hoa sông em. Bóng em ai, ai này bóng. Chào bác khách gì em lại quên mất tên. Thì bây giờ chiều hôm nay em đi làm việc về sớm, thì em lại xin tách chia sẻ cho bác nha, chia sẻ cho bác một cái thân cánh bầu phong dĩnh nha. Thì xin báo cáo với cô bác, với bác khách ý, là em chỉ còn mỗi này thôi, còn mỗi cái chậu này. Nhưng mà vì bác thích nên là thôi em lại tách đôi chia sẻ cho bác một cái thân này, một thân này, còn em giữ lại một thân làm giống. Một thân làm giống thì sang năm thì qua cái Tết này nó đẻ ra thì cũng lại khó mà. Thì cũng xin báo cáo với các bác, cái cây cánh bầu phong dĩnh này thì hôm trước nó nở hoa nhà em rồi, và nó có cái thân thủ lá rất là to đẹp dày đấy, to đẹp. Và hôm trước thì em có chia sẻ cho hai người rồi, thì hôm nay lại có một bác khách, bác ấy lại thích cái cây này. Thì em lại tiến hành em tách, em chia đôi. Cái cây con này thì nó cũng còn hơi nhỏ một chút, nó chưa phát triển hoàn thiện, nhưng mà thôi tách cũng không sao cả. Thì em chia sẻ cho các bác để các bác lấy giống. Còn cái cây lan kiếm cánh bầu phong dĩnh này ấy, thì cũng xin thưa với các bác là trước kia ấy, là nó có cái giá là 3 triệu một thân ấy. Nhưng mà em trồng cũng như là chia sẻ được 2 lần rồi, cũng thu hồi được vốn rồi. Và bây giờ thì mình lại tiếp tục chia sẻ tiếp lấy lãi để mua đôn chậu cũng như là các cái tiền phân thuốc chăm sóc nó. Và quan trọng nhất là mình đam mê, mình chơi và mình vẫn còn được giống. Thì sang năm em lại chăm sóc và lại ra một chậu đẹp thôi. Bây giờ em đi em tách đây, xin mời các bác cùng quan tâm thì cùng theo dõi nha. Đây, em xin cắt cái này là em mới chia sẻ đợt ngày tháng 4, tháng 5 cho hai người rồi, thu hồi được vốn rồi.
Và hôm nay thì em hãy tiếp tục em chia sẻ cho một bác ở Hưng Yên. Một bác ở Hưng Yên. Đấy. Quan điểm của em trồng chơi chăm sóc thì nó rất là đơn giản này. Trồng chơi chia sẻ và giữ được giống. Rễ rất là khỏe các bác nha. Rễ ra mùa đông đấy, mùa đông mà rễ ra rất là khỏe. Đấy. Cây giống của em còn có mỗi này nè. Còn đây là cây mà chia sẻ cho bác à. Rất là đẹp nha. Những các cái phần đẹp nhất thì để dành chia sẻ cho các bác à. Bây giờ em đi keo, bôi keo liền sẹo luôn nha. Cây này thì bác về trồng cho nó ổn định, chăm sóc đến xuân một cái là nó lên mầm, lên con ào ào luôn. Nhưng mà đấy, bôi keo liền sẹo rồi. Đây nó có một cái lá này, hai lá, ba lá, bốn lá, năm lá, sáu lá, bảy lá. Cái lá này ấy, là nó lên mầm luôn. Đấy. Và ở đây, đây thì không nhìn thấy cái mầm nào cả. Nhưng mà đấy, rất là đẹp. Lá 4 sen nha. Dày cộp cục cộp. Đấy. Mà sau này. Cây lan kiếm cánh bầu phong dĩnh là một trong những các cái cây mà có cái mặt hoa rất là đẹp, thân thủ là phi phàm nha. Nếu mà các bác mà chăm tốt, thân nó to mà lá nó dày, nó đẹp này, nó bầu à. Mà nó không dài mấy đâu nha, có chưa được 40 cm đâu, lá dài nhất mới có 40 cm. Nên là rất là tuyệt vời. Đó, tôi xin cảm ơn các bác nha. Cảm ơn các bác đã tin tưởng, ủng hộ. Thôi bây giờ đóng hàng gửi cho bác luôn chiều này. Rồi, thôi tắt đi. Rồi. Đây. Xin thưa với các bác là cây lan kiếm cánh bầu phong dĩnh em còn mỗi tí giống thôi. Còn hai thân thì hôm nay một bác vừa chia sẻ cho một bác rồi. Giờ còn mỗi tí giống này. Em cũng đã vừa trồng xong rồi. Trồng xong. Đấy. Và bây giờ thì để chăm sóc lấy giống. Không còn để chia sẻ và bán cho ai nữa. Đây là cái cây mà cái giống của em tách xong thì em trồng luôn rồi, trồng luôn rồi. Đó. Còn đây là cái cây của bác ở ngoài ấy nha, ngoài Hưng Yên ấy, vừa bán cho bác này. 1 triệu, bán 1 triệu rất rẻ, một cây rất là đẹp, có 7 lá. Cây này là thuộc vào cây tơ. Đấy, mà đã ra một mầm một đấy rồi, nhưng mà lá non rất là còn. Cây này nó rất là khỏe lực,
Vài bác chăm chỉ từ giờ đến qua Tết là nó sẽ lên mầm rất là đẹp nhá. Thôi xin cảm ơn bác và xin chào các bác nha. Thôi em lại cất cái chậu này đi. Và bây giờ thì chỉ có chăm sóc thôi, không còn để chia cho ai nữa. Thôi xin chào. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các cái video khác. Bên ghé bờ yêu thương.
ban đầu. Đấy, em sẽ buộc hông đây. Thôi rồi. Đấy. Nào.